Kính thưa quý vị, hôm nay anh Chi tiếp tục gửi đến quý vị câu chuyện về cậu du học sinh Việt Nam tại Úc đã dẫm đạp và nhục mạ cờ vàng. Bài được cập nhật từ trang Facebook Paul Huy Nguyễn. Kính thưa quý hội đoàn, đoàn thể và quý đồng hương, thông báo số 3 cập nhật thông tin về việc du học sinh nhục mạ cờ vàng tại trường Marrickville, New South Wales. Sau khi nhận được sự ủng hộ của nhiều dân biểu cấp tiểu bang và liên bang về việc nhục mạ cờ vàng tại Marrickville, Bộ trưởng Cảnh sát New South Wales, ông David Elliott, đã điều động đơn vị chống khủng bố và hận thù vào cuộc điều tra. Chúng tôi đã có cuộc nói chuyện cùng đơn vị tại văn phòng cộng đồng vào ngày 11 tháng 5. Vụ việc tại Marrickville không đơn giản là một hành động phá rối nơi công cộng hay phá hủy tài sản, mà nghiêm trọng hơn là hành vi công khai đe dọa, kích động bạo lực vì lý do chủng tộc, chính trị và nguồn gốc sắc tộc. Hôm nay, cảnh sát đã thông báo với chúng tôi là đồn trưởng của Inner West Police và Fairfield Police đã được chỉ thị mở hồ sơ và xem xét vụ việc cờ vàng theo khía cạnh tội ác hận thù chống lại người Việt quốc gia tại New South Wales. Đơn vị chống khủng bố và hận thù sẽ tiếp tục làm việc cùng với cảnh sát địa phương để giải quyết vấn đề thật thích đáng. Thỉnh nguyện thư online của cộng đồng người Việt tự do New South Wales đã nhận được gần 10.000 chữ ký trong 5 ngày. Chúng tôi sẽ gửi các chữ ký đến Bộ trưởng Di trú, yêu cầu xem xét lại chiếu kháng tạm trú của tất cả các học sinh liên quan đến vụ việc trên. Sự hiện diện của các cá nhân này có thể hoặc sẽ có thể là một nguy hại đoán trước đối với sự an toàn và trật tự tốt đẹp của một cộng đồng tại Úc. Do đó, chúng tôi yêu cầu Bộ trưởng Di trú thực hiện quyền tổng trưởng hủy chiếu kháng, tức là visa, của những cá nhân này. Bộ sắc tộc New South Wales cũng đã lên tiếng trên truyền thông và lên án vấn đề hận thù sắc tộc. Lời nói căm thù, đe dọa và miệt thị người khác dựa trên văn hóa, nguồn gốc chủng tộc là không thể chấp nhận. Việc bày tỏ sự căm ghét đối với một nhóm người chỉ vì họ thuộc một cộng đồng là tội ác. Nước Úc sẽ luôn hành động vì lợi ích tốt nhất, mang lại sự an toàn và cuộc sống bình đẳng cho tất cả người dân. Mọi hành động khiêu khích, kích động bạo lực sẽ không được dung túng. Dân biểu tiểu bang New South Wales vùng Fairfield, ông Guy Zangari, đã ghi nhận ngày quốc hận 30 tháng 4 tại Quốc hội New South Wales vào ngày 5 tháng 5 vừa qua. Quan trọng hơn hết, dân biểu liên bang vùng McMahon, ông Chris Bowen, đã phát biểu tại Quốc hội liên bang về vụ việc cờ vàng hôm 12 tháng 5. Ông nói mặc dù lá cờ vàng đã không còn đại diện cho một quốc gia từ năm 1975, nhưng đây là lá cờ luôn được tôn trọng tại Úc. Đây là lá cờ mà đa số người dân xem như đại diện cho tự do và dân chủ. Đây là lá cờ mà quân đội Úc đã cùng chiến đấu và hy sinh. Đây là lá cờ được đặt trên huy chương của quân đội Mỹ và quân đội Úc. Đây là lá cờ được rất nhiều chính quyền địa phương công nhận, bao gồm cả thành phố Fairfield của New South Wales. Các đại diện chính phủ đã vinh danh lá cờ này trong rất nhiều chương trình cộng đồng, chẳng hạn như trong dịp Tết Nguyên Đán. Lá cờ này đã bị sỉ nhục một cách bạo lực và chà đạp lên. Đây là một hành động đáng khinh. Ông khẳng định sẽ đứng về phía cộng đồng người Việt tự do New South Wales. Đây là lá cờ đại diện cho tự do dân chủ mà quân lính Úc đã cùng với chính phủ Việt Nam im lặng chiến đấu và rất nhiều người Việt đã hy sinh. Tất cả những hành động bạo lực nhằm sỉ nhục lá cờ cần được chính quyền Úc và cảnh sát xem xét một cách nghiêm khắc. Chúng tôi đính kèm link của dân biểu liên bang vùng McMahon, ông Chris Bowen, vinh danh cờ vàng tại Quốc hội Úc Canberra. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc và cập nhật đến quý đồng hương các thông tin mới nhất. Trân trọng. Paul Huy Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales. Mày cầm cờ đến giải phóng đất nhà bố mày à? Đi tại mày à, mày bố cầm con vẫn chưa một trận chứ con mày ai giờ? Đi mày à, chúng mày. Cầm lên, đi mày đi đốt tiếp. Đi mẹ. Bố mày thay mặt quay tiếp. Đừ. Bố mày thay mặt 90 triệu dân. Bố mày thay mặt 90 triệu dân người Việt Nam đi mẹ. Bố mày thay mặt 90 triệu dân người Việt Nam đi con mẹ mày ở nước Úc nhá. Đi mẹ chúng mày luôn. Mày cầm cờ đến giải phóng đất nhà bố mày à? Đi tại mày à, chúng mày bố cầm con vẫn chưa một trận chứ con mẹ ai giờ? Đi mẹ à, chúng mày cầm lên, đi mày đi đốt tiếp. Đi mẹ.
bố mày thay mặt quay tiếp. Đừ. Ô, mày thay mặt chỉ dùng bố mày thay mặt 90 triệu dân người Việt Nam đi mẹ. Bố mày thay mặt 90 triệu dân người Việt Nam đi con mẹ mày ở nước Úc nhá. Đi mẹ chúng mày luôn. Mày cầm cờ đến giải đất giải phóng đất nhà bố mày à? Đi tại mày mẹ chúng mày bố cầm con vẫn chưa một trận con mẹ bây giờ. Đi mẹ chúng mày. Cầm lên đi mày đi đốt tiếp. Đi mẹ. Bố mày thay mặt quay tiếp. Đừ. Ô mày thay mặt 90 chỉ dùng. Bố mày thay mặt 90 triệu dân người Việt Nam đi mẹ. Bố mày thay mặt 90 triệu dân người Việt Nam đi con mẹ mày ở nước Úc nhá. Đi mẹ chúng mày luôn. Mày. Ôi, Việt Nam phản động đi mẹ mày cầm cờ đến giải đất giải phóng đất nhà bố mày à? Đi tại mày mẹ chúng mày bố cầm con vẫn chưa một trận chúng con mẹ bây giờ. Đi mẹ chúng mày cầm lên đi mày đi đốt tiếp. Đi mẹ bố mày thay mặt quay tiếp. Đừ. Ô, mày thay mặt 90 chỉ dùng bố mày thay mặt 90 triệu dân người Việt Nam đi mẹ mày. Bố mày thay mặt 90 triệu dân người Việt Nam đi con mẹ mày ở nước Úc nhá. Đi mẹ chúng mày luôn. Kính chào quý khán thính giả SPTN. Vừa qua, ngày 27 tháng 11 năm 2012, lúc 12 giờ trưa tại thành phố Portland, đã xảy ra một sự kiện khá quan trọng. Đó là hạ cờ máu của Cộng sản Việt Nam. Một lá cờ không nhân bản, không đại diện cho dân tộc, mà lá cờ này chỉ đại diện cho tập đoàn bán nước hại dân nhằm trục lợi riêng cho những con người không có tình dân tộc và không có tổ quốc. Đó là tập đoàn Cộng sản Việt Nam đang làm thái thú cho Trung Cộng. Cách đây hơn một tuần lễ, chúng tôi nhận được vài thông tin từ đồng hương tại thành phố Portland cho biết tại trường tiểu học Harvey Scott có treo cờ Cộng sản Việt Nam. Và sau đó, đồng hương trong cộng đồng có con em đang theo học tại nơi đây đã ý thức cũng như làm hẹn gặp vị hiệu trưởng. Chúng tôi được thông báo ngày hẹn vị hiệu trưởng và chúng tôi đã đến đúng hẹn. Chúng tôi nhận thấy có mặt nhiều đồng hương bên trong và bên ngoài trong khu vực trường học. Chúng tôi được sự tiếp đón vui vẻ của bà Veronice Gutierrez, hiệu trưởng trường tiểu học Harvey Scott, và bà cho biết vì sao lá cờ máu Cộng sản Việt Nam lại được treo trong nhà trường. Cách đây hơn 2 năm về trước, bà là hiệu trưởng của một trường khác và hội phụ huynh trường này đã đề nghị bà treo cờ các nước trên thế giới, nhưng điều kiện trường cũ không có chỗ để treo cờ. Khi bà được chuyển về trường Harvey Scott làm hiệu trưởng, bà đã xin trường cũ và đem những lá cờ này về treo tại trường bà đang đương nhiệm. Nhưng bà cho biết là hoàn toàn không biết về lá cờ của Cộng sản Việt Nam. Và nhờ anh Phan Bùi là phụ huynh có con em đang học tại trường giải thích cho bà biết. Đồng thời, bà Veronice đã vui lòng đón nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ đại diện chính nghĩa, tự do và nhân bản do anh Phan Bùi đã trao tận tay cho bà Veronice, cũng như bà đã gọi nhân viên của trường đến để tháo lá cờ phi nhân bản Cộng sản Việt Nam xuống và treo ngay lên lá cờ đại nghĩa, tự do, dân chủ, nhân quyền. Trước sự chứng kiến của các nhân sĩ, giới truyền thông, báo chí và đồng hương Việt Nam tị nạn Cộng sản. Trong giây phút thiêng liêng này, mọi người đều hướng về lá quốc kỳ đại nghĩa và đồng thanh hát quốc ca trong những ánh mắt đầy xúc động. Qua đây, chúng tôi kêu gọi đồng hương Việt Nam tị nạn Cộng sản tại Oregon và khắp mọi nơi đang có con em đang theo học tại các trường từ cấp tiểu học đến cấp đại học nên ý thức cao như trường hợp của phụ huynh học sinh tại trường tiểu học Harvey Scott. Ngoài ra, sáng ngày 28 tháng 11, chúng tôi đã trao tặng bà Mary Patterson, hiệu trưởng trường tiểu học Woodstock, khu vực South East, hai lá cờ vàng ba sọc đỏ, cũng như gửi cho bà hiệu trưởng ba nghị quyết cờ vàng của Oregon
và giải thích rõ về lịch sử lá cờ vàng có hơn 200 năm qua. Chúng tôi, nhóm thông tin viên SPTN Chính trị Xã hội, tường trình tại thành phố Portland, Oregon. Thưa quý vị, chúng ta hãy cùng tìm hiểu vụ du học sinh Việt Nam đạp cờ vàng dưới góc nhìn pháp lý của Úc qua bài tổng hợp của tác giả Bùi Thư đăng trên BBC News tiếng Việt. Việc du học sinh người Việt tại Úc dẫm đạp lên lá cờ vàng ba sọc đỏ và có phát ngôn được cho là thách thức và gây thù hận sẽ được xử lý như thế nào? Ngày 6 tháng 5, luật sư Trần Kiều Ngọc từ Úc nói với BBC News tiếng Việt rằng với thông tin giới hạn và không được trực tiếp tiếp xúc với các đương sự nên bà chỉ có thể đánh giá tổng quát rằng du học sinh nói trên có thể đối mặt với một số luật khác nhau gồm di trú, hình sự và phỉ báng. Cùng ngày, ông Nguyễn Văn Bon, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do Úc Châu nói với BBC News tiếng Việt rằng chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với nhà trường, với Bộ Giáo dục và Bộ Di trú. Tôi nhắc đến Bộ Di trú vì ai đến Úc du học cũng đều phải tuân thủ luật pháp và khi cậu này bị đình chỉ học thì đã vi phạm điều kiện visa. Hơn nữa, nếu cậu này muốn xin định cư tại Úc sau khi học xong thì khi vụ việc này được ghi vào hồ sơ sẽ khó có cơ hội để xin ở lại. Ông Paul Huy Nguyễn, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do ở tiểu bang New South Wales, thông tin với BBC News tiếng Việt rằng ông đã làm việc với cảnh sát và gửi thông báo cho các dân biểu tiểu bang cũng như liên bang về vụ việc này. Yếu tố pháp lý của vụ việc. Về khía cạnh pháp lý, về khía cạnh pháp luật di trú, visa của trường hợp du học sinh giật và dẫm đạp lá cờ vàng ba sọc đỏ cũng như có lời lẽ tục tiểu, luật sư Trần Kiều Ngọc trong phân tích có nhắc đến điều kiện 8303 của visa đến Úc, đó là điều kiện này là bạn không được tham gia vào các hoạt động gây rối đối với hoặc trong bạo lực mà đe dọa gây hại cho cộng đồng Úc hoặc một nhóm người trong cộng đồng Úc. Năm 2017, điều khoản 8303 được điều chỉnh để nhấn mạnh rõ và đặc biệt là nó trao quyền cho Bộ trưởng hủy bỏ visa của một người khi họ có hành vi bất lợi chống lại các cá nhân trong cộng đồng, nhưng có thể không nhất thiết bị xử lý theo luật hình sự. Các hoạt động này có thể bao gồm ngôn từ kích động thù địch, công khai hoặc phỉ báng trực tuyến nhắm vào cả nhóm và cá nhân dựa trên giới tính, tình dục, tôn giáo và dân tộc. Bằng chứng do các cơ quan thực thi pháp luật cung cấp về âm mưu gây tổn hại hoặc kích động bạo lực đối với một cá nhân cũng có thể được xem xét theo điều kiện 8303. Nếu cảnh sát hoặc Bộ Di trú Úc xác nhận rằng cậu trẻ này có vi phạm điều khoản 8303 thì cậu sẽ nhận được một thông báo cảnh báo về dự định hủy visa của cậu từ Bộ Di trú. Cậu sẽ có cơ hội để cung cấp các lý do vì sao visa của cậu không nên bị hủy. Đồng thời, luật sư Kiều Ngọc cũng nêu trường hợp khác là nếu kết quả điều tra cho thấy rằng cậu du học sinh này không vi phạm điều kiện nào của visa thì Bộ Di trú không có lý do gì để hủy visa và đuổi cậu về nước được. Tuy vậy, đối với một học sinh ngỗ nghịch hoặc có những lời nói không phù hợp cho môi trường học đường, nhà trường có thể có quyền không nhận học sinh ấy học tại trường của mình, luật sư nhận định. Bà Ngọc nói thêm rằng, khi một du học sinh bị trường đuổi học thì cần báo với Bộ Di trú hoặc để tìm một trường mới chịu nhận và điều chỉnh lại visa của mình. Nếu học sinh này không làm gì cả, thì Bộ Di trú sẽ gửi thông báo rằng họ sẽ hủy visa của du học sinh ấy dựa trên lý do là du học sinh đã vi phạm điều khoản 8202, tức là lẽ ra phải tiếp tục ghi danh trong một khóa học được thừa nhận. Còn theo Bộ Luật Hình sự tại tiểu bang New South Wales, người chịu trách nhiệm về hành vi của mình kể từ 10 tuổi và các nghi phạm từ 10 đến 18 tuổi sẽ được giải quyết tại Tòa án Trẻ Em New South Wales. Khi đưa ra phán quyết thì tòa án này buộc phải xem xét lứa tuổi và mức độ trưởng thành của người trẻ trong quá trình quyết định mức án. Bà Ngọc nói hành vi quấy phá của cậu trẻ này có thể có khả năng bị truy tố vào một hoặc cả hai tội danh. Thứ nhất là phá hoại tài sản với mức án cao nhất có thể lên đến từ 5 tới 6 năm tù, hoặc là và tội thứ hai đó là gây rối trật tự công cộng với mức án cao nhất là 3 tháng tù hoặc là bị phạt tiền. Nói tóm lại, nếu bị truy tố và bị kết tội thì việc thực thi mức độ hình phạt nặng nhẹ sẽ còn tùy theo phán quyết của tòa, trừ khi cậu bị phạt tù trên 12 tháng. Điều này khó có thể xảy ra nếu cậu chỉ bị phạt tội làm hư hỏng lá cờ. Thì có thể là cậu sẽ bị hủy visa và trục xuất khỏi nước Úc vì lý do không đạt đủ điều kiện về mặt đạo đức, luật sư này phân tích.
Quan điểm của người Việt tại Úc. Vì việc xảy ra ở tiểu bang New South Wales, nên đại diện cộng đồng người Việt tự do ở khu vực này là ông Paul Huy Nguyễn hy vọng du học sinh trên sẽ bị trừng phạt một cách thỏa đáng theo luật pháp nước Úc, để cộng đồng người Việt tại Úc cũng như tại hải ngoại nói chung không chịu uất ức. Hình phạt thế nào thì phụ thuộc vào điều tra của cảnh sát cũng như của Bộ Di trú, và chúng tôi đang làm việc sát sao để có kết quả thỏa đáng, ông Huy nói. Ông Paul cũng cho biết là đã cung cấp bằng chứng cho cảnh sát và đưa yêu cầu. Nếu đây chỉ là hành vi tự phát cá nhân, theo sự vô ý thức của cá nhân thì cảnh sát có thể đưa ra hình phạt tương xứng, tức là làm mất trật tự an ninh nơi công cộng và làm hư hại tài sản của người khác. Nhưng nếu họ điều tra những lời lẽ của video mà cậu học sinh sử dụng là ngôn ngữ khiêu khích, mạ lị cả cộng đồng, thì phải đặt nghi vấn rằng hành động này là cá nhân hay là có tổ chức đằng sau xúi dục. Như vậy, vụ này có tiềm năng gây nhiễu loạn trong xã hội, thì hình phạt sẽ nặng hơn nếu bị kết tội. Đây là hướng điều tra mà chúng tôi được cảnh sát thông báo để giải quyết thỏa đáng vụ việc này. Sau khi chúng tôi liên lạc các bên, ngay lập tức cộng đồng người Việt tự do ở tiểu bang New South Wales nhận được những email bình luận đe dọa với lời lẽ thô bạo. Riêng tôi và Phó Chủ tịch đã bị hăm dọa cá nhân tới tính mạng và chúng tôi đã trình báo lên cảnh sát. Chúng tôi nghĩ rằng diễn biến này là một nghi vấn về việc có lực lượng đứng đằng sau cậu bé này, ông nói. Ông Paul cũng cho biết thêm, trên trang Facebook của cộng đồng, có khoảng 5.000 bình luận chửi rủa, quy chụp cộng đồng ông là tổ chức khủng bố, phản động chống lại nhà nước Việt Nam. Ông Paul nói, những bình luận này đa phần có giọng điệu lời lẽ giống nhau, tương tự của một đội ngũ dư luận viên mà cộng đồng đã gặp phải trong những đợt biểu tình tưởng niệm 30 tháng 4. Các tài khoản này cũng không phải là người thật. Còn ông Nguyễn Văn Bon, chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Úc Châu, nói sẽ đáp trả vụ việc này một cách văn minh theo luật pháp nước Úc. Hiện bạn du học sinh đang bị tạm đình chỉ và Bộ Giáo dục nói sẽ có biện pháp cứng rắn và đó là kết quả chúng tôi có được. Chúng tôi sẽ liên hệ với bên cựu chiến binh vì tôi nghĩ tiếng nói của họ có ảnh hưởng nhất định. Tôi cũng mong Úc sẽ thông qua đạo luật Magnitsky để chế tài người Cộng sản đàn áp tự do nhân quyền, thì nếu có những trường hợp tương tự nghiêm trọng thì chúng tôi có thể dùng đạo luật này để kiến nghị tước bỏ quốc tịch của gia đình của họ. Bà Hoa Nguyễn, một người Việt tại Úc, cho rằng cộng đồng người Việt tự do ở Úc Châu cư xử văn minh, công bằng, phi bạo lực và chính danh. Việc yêu cầu cháu này phải xin lỗi công khai trên truyền thông là cần thiết. Nếu không làm thì ta tiến hành lấy chữ ký gửi Bộ Di trú để hủy visa trả về nước theo luật định. Cộng đồng cũng nên ra thông cáo về việc này để cảnh báo với các cháu về hậu quả và ngăn chặn hiệu quả việc tiêm nhiễm của dư luận viên Cộng sản làm hại tương lai của các cháu ở Úc. Luật sư Trần Kiều Ngọc cũng nêu băn khoăn với BBC rằng liệu đẩy mạnh sự việc đi xa đến mức độ có thể khiến cho cậu trẻ này bị trục xuất ra khỏi nước Úc thì đó có phải là cách giải quyết tốt nhất hay không? Dù gì cậu trẻ này cũng là nạn nhân của một nền giáo dục nhồi sọ tuyên truyền, hoặc cũng có thể là có động lực chính trị sau lưng, có hệ thống. Nếu chúng ta dồn sức trục xuất một cậu trẻ sinh ra và lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa ra khỏi nước Úc, nó có khả năng gây thêm sự uất hận trong lòng những bạn trẻ này. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của các du học sinh khác và người trẻ trong nước về cách ứng xử của người Việt hải ngoại. Và đó là điều mà tôi nghĩ Cộng sản Việt Nam có thể sẽ lợi dụng tối đa để tuyên truyền kích động. Thiết tưởng chúng ta có thể nhân cơ hội của trường hợp tiêu biểu này để quảng bá về giá trị và ý nghĩa của cờ vàng đến các em du học sinh này. Việc này có thể thực hiện bằng cách sắp xếp một buổi họp mặt giữa nhà trường, các em du học sinh tham gia trong vụ việc giật cờ vàng và phía cộng đồng người Việt. Trong buổi họp này, nếu các em bày tỏ sự hối hận và có một lời xin lỗi chân thành thì tôi tin rằng người Việt nơi đây sẽ rất bao dung và đón nhận các em, luật sư Kiều Ngọc nói. Với cách thức giải quyết ôn hòa nhân bản, tuy sẽ không thể xoa dịu được hết nỗi đau về mặt tinh thần ngay tức khắc, nhưng cái lợi lâu dài sẽ là phần thưởng vô giá cho công cuộc đấu tranh mà thế hệ tương lai sẽ có cơ hội nhìn thấy được một cộng đồng người Việt tị nạn, thượng tôn pháp luật, hành xử bao dung và nhân bản, bà đúc kết. BBC News tiếng Việt đã liên lạc đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Úc và Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sydney bình luận về vụ việc trên, nhưng chưa nhận được phản hồi. Thưa quý vị, trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, tác giả Trần Văn có bài viết Dương Đức Thịnh và ta vẫn nín.
Chữ ta được tác giả Trân Văn đặt trong ngoặc kép với một cái ý trào lộng chỉ về phía chính phủ Việt Nam, nhà cầm quyền Việt Nam. Và để cho quý vị tiện theo dõi, anh Chi xin mạn phép đổi chữ ta thành chữ nhà cầm quyền Việt Nam. Tác giả Trân Văn viết như sau. Nhà cầm quyền Việt Nam vẫn nín chưa có nói tiếng nào về trường hợp Dương Đức Thịnh và bạn bè của cậu. Thịnh từ Việt Nam sang Úc, học trung học ở Marrickville High School, ngoại ô thành phố Sydney, tiểu bang New South Wales, cùng với vài người bạn, đã bị buộc thôi học và đang chờ cả hệ thống tư pháp lẫn hệ thống di trú của Úc đưa ra những quyết định cuối cùng là có truy cứu trách nhiệm hình sự hay không, có trục xuất về Việt Nam hay không. Thịnh và bạn bè của cậu lâm nạn vì vào dịp 30 tháng 4 vừa qua đã giật quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa vứt xuống đất, dẫm lên đòi đốt, kèm theo những lời nguyền rủa thô tục. Cả nhóm đã gặp rắc rối khó lường chỉ vì tin những hành động ấy là đúng đắn, là cần thiết. Không phải tự nhiên mà những bạn trẻ này ghi hình và đưa video clip lên mạng xã hội. Thịnh và bạn bè đã nín, nhưng nhiều người suy nghĩ giống Thịnh và bạn bè của cậu thì chưa. Không ít người bày tỏ sự tự hào về hành động của Thịnh. Có người khuyến khích các du học sinh nên tiếp tục phát huy. Rất nhiều người tin rằng phía nhà cầm quyền Việt Nam sẽ sớm thông qua hệ thống ngoại giao của mình để bảo vệ những bạn trẻ dũng cảm này. Nếu chịu khó đọc những ý kiến ủng hộ Thịnh và bạn bè của cậu, ắt sẽ nhận ra những điểm tương đồng trong nhận thức giữa Thịnh và bạn bè với các cá nhân ủng hộ họ. Thứ nhất, không có bất kỳ ai cùng khuynh hướng nhận thức với Thịnh và bạn bè hiểu ra rằng văn minh là phải tôn trọng sự khác biệt, chà đạp hủy hoại khác biệt được xem là tất nhiên. Thứ hai, những người khen ngợi Thịnh và bạn bè không chỉ tin phía nhà cầm quyền Việt Nam là chính nghĩa, mà còn tin vào cái vị thế, vào cái sức mạnh của phía nhà cầm quyền Việt Nam. Chỉ cần trung thành với đảng, với nhà cầm quyền Việt Nam là có thể nhân danh 90 triệu người Việt Nam. Thậm chí một số người ủng hộ Thịnh kêu gọi các du học sinh hãy bắt chước Thịnh, còn khẳng định là sẽ có 100 triệu người Việt làm hậu thuẫn. Vậy thì tại sao phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn câm nín? Thịnh và bạn bè không phải là những người đầu tiên học và làm theo đảng và nhà nước bị lâm nạn đâu, thưa quý vị. Tin vào chính nghĩa của đảng, của nhà nước, ông Hồ Ngọc Thắng là một nhân viên cơ quan di trú tại Đức, đã dùng Facebook chỉ trích nhiều nơi nhiều người vì đã dám cáo buộc phía cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Và cuối cùng, ông này đã bị cơ quan di trú của Đức sa thải bởi nhận định thiếu khách quan. Tuy ông Thắng đã kiện cơ quan di trú Đức ra tòa, nhưng sau khi hòa giải thì cơ quan này vẫn không chấp nhận để ông Thắng quay lại làm việc và chỉ đồng ý trả cho ông này một khoản trợ cấp để ông nghỉ hưu sớm và đi tìm việc khác nếu muốn. Dù sao thì ông Thắng vẫn còn may mắn hơn ông Nguyễn Hữu Long, là một người Việt sống tại Tiệp Khắc. Tin vào vị thế, sức mạnh của đảng ta, ông Long hỗ trợ đảng bắt cóc Trịnh Xuân Thanh và giờ thì đang thi hành án tù của Đức. Đảng và nhà nước ta không chỉ câm nín khi những người hết lòng vì đảng, vì nhà nước ở bên ngoài Việt Nam lâm nạn. Ở bên trong Việt Nam, khi cần ấy, đảng và nhà nước cũng sẵn sàng đập chết, ăn thịt những người đã hết lòng vì đảng. Ông Bùi Tiến Lợi, thượng tá, chủ nhiệm bộ môn chủ nghĩa xã hội khoa học thuộc khoa học xã hội nhân văn của trường sĩ quan công binh chính là một ví dụ. Tháng 7 năm ngoái, Ủy ban kiểm tra của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã bác cái khiếu nại của ông Lợi, giữ nguyên quyết định khai trừ ông Lợi ra khỏi đảng của tổ chức đảng cấp dưới vì suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá đảng và nhà nước. Nếu chịu khó theo dõi các diễn đàn điện tử và các trang trên mạng xã hội chuyên hộ đảng đó, thì bạn ắt phải biết ông Lợi, một trong những nhân vật nhiệt thành chống cả phản động lẫn những phần tử cơ hội chính trị. Song năm 2018, ông Lợi đột nhiên lại bị đảng ủy trường sĩ quan công binh loại khỏi lực lượng 47 của nhà trường. Tuy nhiên, quyết định vừa kể không làm cho ông Lợi chùn bước. Ông vẫn tiếp tục viết bài, làm video clip, tiếp tục tá xung hữu đột, chống việc gọi ngụy là Việt Nam Cộng Hòa, chống tôn vinh Việt Nam Cộng Hòa để bảo vệ chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông. Trong một video clip thực hiện năm 2019, ông tuyên bố đại ý là đừng bao giờ nghĩ rằng cứ có các dữ liệu lịch sử thì có thể vơ đảo lãnh hải thềm lục địa đó là của mình. Ai đó nói rằng Biển Đông Trường Sa là của Việt Nam thì đó là tuyên truyền trái với luật pháp quốc tế. Đó cũng là lý do ông phê phán khuynh hướng thay đổi nhận định về ngụy là lật sử, là mỹ dân và người ta biết cả, làm sao mà giấu được. Tới mức này thì đảng và nhà nước thẳng tay
tống ông Lợi ra khỏi đảng, thậm chí còn nhấn mạnh ông Lợi đã để cho các thế lực thù địch phản động lợi dụng chống phá đảng và nhà nước. Làm sao đảng có thể giữ ông Lợi lại trong đảng khi mà ổng khẳng định tuyên bố nếu nói rằng Biển Đông Trường Sa là của Việt Nam thì đó là tuyên truyền trái với luật pháp quốc tế, chính là theo định hướng. Đó là phát ngôn có thông tin chính thống. Chúng tôi được tập huấn và đã từng giảng dạy 4-5 năm nay. Tuy nhiên chỉ vì sơ suất là không đúng đối tượng có mấy chục giây thôi mà tôi phải lãnh án mà bản thân tôi chưa bao giờ hình dung ra, và trên thế giới người ta cũng không bao giờ có thể tưởng tượng được là đến mức độ như vậy. Bây giờ chúng ta quay trở lại câu chuyện của cậu Thịnh. Nhận thức, hành động của Thịnh và bạn bè của Thịnh, hoặc là những người như ông Thắng, ông Long, ông Lợi, là hệ quả tất nhiên của việc học, làm theo đảng. Chỉ ở đảng mới có cái chuyện quần chúng tự phát được khuyến khích và có thể tự do nhục mạ, hành hung những cá nhân công khai bày tỏ sự khác biệt với những cái thứ được dán nhãn chính nghĩa, dẫu cái chính nghĩa thường xuyên thay đổi, thậm chí là lộn ngược luôn về chuẩn mực. Chỉ có đảng mới xem cái việc tự chuyển hóa về nhận thức, tự điều chỉnh về hành vi mà đảng ta gọi là tự diễn biến ấy là xấu xa. Các cái diễn biến cho dù ôn hòa vẫn phải đuổi cùng và giết tận. Chỉ có điều, cái kiểu bảo vệ chính nghĩa của đảng ấy, hay là của những người phò đảng ấy, như trộn bùn với nhớt rồi đem đổ vào nhà những phần tử thù địch phản động, không những không hợp nhãn mà còn không hợp pháp với cái phần còn lại của nhân loại. Thành ra nếu mà đảng và nhà nước có lớn giọng thì chỉ lớn giọng ở bên trong biên giới thôi. Ở bên ngoài lớn giọng như thế không thể làm bạn được với tất cả. Vì thế cho nên đảng và nhà nước ta đành phải cầm nín. Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính chào quý vị và các bạn thân mến, hôm nay là ngày 4 tháng 6 năm 2021. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi những nội dung chính của chúng tôi sau đây. Kính chào quý vị và các bạn thân mến, vụ nhóm du học sinh xúc phạm cờ vàng và cờ vàng trong xã hội đa văn hóa Úc đã có 15.000 người đăng ký tên để kêu gọi Chính phủ Úc hủy visa du học sinh xúc phạm cờ vàng ngày 30 tháng 4. Thỉnh nguyện thư của cộng đồng người Việt tự do New South Wales gửi đến Tổng trưởng di trú Alex Hawker đã thu hút được gần 15.000 chữ ký. Vào tối 30 tháng 4 năm 2021, một nhóm du học sinh người Việt tại Marrickville, New South Wales đã giật và dẫm đạp lên cờ vàng, đồng thời có những lời lẽ dung tục và miệt thị cộng đồng người Việt tại Úc, và sự việc này đã được quay phim lại và đăng tải trên mạng xã hội. Cộng đồng người Việt tự do New South Wales ngay sau đó đã có liên lạc với trường trung học Marrickville và đã cho biết nhóm du học sinh này đã bị đình chỉ học tập ngay lập tức và đang chờ đợi các quyết định kỷ luật nghiêm khắc từ phía nhà trường. Sở Cảnh sát New South Wales xác nhận rằng nghi phạm trong video clip đã bị gửi giấy phạt tội ăn cắp liên quan đến sự việc này, nhưng cộng đồng người Việt tự do New South Wales cho rằng hình phạt này chưa thỏa đáng. Hành động nhục mạ cờ vàng này đã thu hút nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội. Một số người cho rằng cộng đồng người Việt ở hải ngoại giận dữ là đúng vì đó là lá cờ xương máu của họ, nhưng một số khác thì nói rằng ai cũng có sai lầm. Theo cập nhật mới nhất từ Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales, ông Paul Huy Nguyễn, hôm 12 tháng 5, Bộ trưởng Cảnh sát New South Wales David Elliott đã điều động đơn vị chống khủng bố và hận thù vào cuộc điều tra. Vụ việc tại Marrickville không đơn giản là một hành động phá rối nơi công cộng hay phá hủy tài sản, mà còn nghiêm trọng hơn vào hành vi công khai đe dọa, kích động, bạo lực và lý do chủng tộc, chính trị và nguồn gốc sắc tộc, ông Powell viết. Tính đến tối ngày 17 tháng 5, thỉnh nguyện thư của cộng đồng người Việt tự do New South Wales trên trang change.org đã nhận được gần 15.000 chữ ký. Chúng tôi kêu gọi Bộ Nội vụ điều tra sự việc và biện pháp xử lý có biện pháp xử lý cứng rắn. Chúng tôi kêu gọi Tổng trưởng Nhập cư Quốc tịch Dịch vụ Di trú và Đa văn hóa Sự vụ Alex Hawke thực hiện quyền hủy bỏ visa và tất cả những người có liên quan đến hành vi này, thỉnh nguyện thư có đoạn viết. Toàn quyền Nam Úc, ông Lê Văn Hiếu cũng đã gửi thư cho ông Paul Nguyễn,
phản đối hành động xúc phạm cờ vàng mà ông cho là làm suy giảm hòa bình, hòa hợp, xã hội và trật tự công cộng. Ông Hiếu kêu gọi tất cả những giá trị tốt đẹp của Úc phải được tôn trọng bởi tất cả những người đang sống tại Úc. Trên trang của Viện Bảo tàng Quốc gia Úc, The National Museum of Australia, có bài viết chấm dứt chính sách Úc của người da trắng End of the White Australia Policy với bức hình lá cờ Việt Nam Cộng Hòa bên cạnh lá cờ quốc gia khác và Thủ tướng Úc Hero Garden bên cạnh ông Nguyễn Văn Thiệu, ông Nguyễn Cao Kỳ và lãnh đạo các quốc gia khác trong tổ chức Liên phòng Đông Nam Á CITO. Sau bức hình và ấy lá cờ vàng được lấy làm biểu tượng cho việc chấm dứt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc tại Úc. Tại sao việc xúc phạm cờ vàng cần được hiểu đến nơi đến chốn? Chúng ta có gì để học hỏi từ chủ nghĩa đa văn hóa tại Úc? Cuối thế kỷ 19, người Úc bắt đầu bàn luận và hình thành một chủ nghĩa quốc gia vừa ôn hòa đấu tranh giành độc lập từ nước Anh, vừa xây dựng một nước Úc độc lập và thịnh vượng. Lúc ấy, lên đến 90% dân số Úc là người da trắng có nguồn gốc từ hai sắc tộc đó là Anh và Ái Nhĩ Lan đều nói tiếng Anh và theo Thiên Chúa Giáo và cùng gốc văn hóa Anglo-Saxon. Và dân số khi ấy chỉ trên 3 triệu người, nên người Úc da trắng lo sợ người Á Châu sẽ di cư, cướp công ăn việc làm và xóa bỏ văn hóa và tôn giáo của họ. Vì thế, ngay khi được Anh Quốc trao trả độc lập năm 1901, chính phủ Úc đã ban hành các đạo luật và xác định nước Úc của người da trắng. Chủ nghĩa quốc gia nước Úc thuộc người da trắng là một chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vì những người Úc thuộc các sắc dân Á Châu và hải đảo Thái Bình Dương đang sống tại Úc bị đối xử khác biệt với người Úc da trắng và có trên 250 bộ tộc thổ dân không được xem là công dân Úc, không được đối xử bình đẳng hay được đi bầu cử. Sau Thế chiến thứ hai, chính phủ Úc thay đổi chính sách và cách suy nghĩ với một dân số chỉ trên 7 triệu. Nếu như bị quốc gia khác xâm lăng thì người Úc khó có thể bảo vệ và muốn đất nước phát triển cần phải có di dân. Chính phủ Úc thay đổi chính sách di trú, bắt đầu nhận di dân từ các quốc gia Âu Châu, đồng thời đề ra chính sách đồng hóa và chính sách hội nhập, buộc di dân phải chấp nhận Anh ngữ là ngôn ngữ sinh hoạt và chấp nhận văn hóa người Úc da trắng. Nhiều di dân từ các quốc gia Âu Châu không cảm thấy nước Úc là ngôi nhà để cho họ định cư nên về lại châu Âu và hậu quả là từ châu Âu không còn muốn người châu Âu không còn muốn di dân đến Úc. Sau cuộc chiến tranh thế giới thứ hai thì Trung Hoa lục địa, rồi Bắc Hàn và Bắc Việt lọt vào tay Cộng sản. Du kích quân Cộng sản nổi dậy khắp các nước Đông Nam Á như là Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Chính phủ Úc tin rằng phải tích cực ngăn chặn được sự bành trướng của chủ nghĩa Cộng sản tại Á Châu nên thay đổi chính sách quốc phòng gia nhập tổ chức Liên phòng Đông Nam Á CITO và xem Úc như là một quốc gia có lợi ích gắn liền với châu Á. Chính phủ Úc gửi 60.000 binh sĩ Úc tham chiến tại miền Nam Việt Nam với 521 binh sĩ hy sinh và chừng 3.000 binh sĩ bị thương. Như vậy, lá cờ vàng ba sọc đỏ không chỉ là di sản của người miền Nam Việt Nam mà còn là di sản một phần của lịch sử nước Úc nên mới được Viện Bảo tàng Quốc gia Úc chính thức ghi nhận. Khi chủ nghĩa quốc gia Úc của người da trắng chấm dứt thì cần có một hệ tư tưởng mới làm nền tảng xây dựng văn hóa, giáo dục, xã hội, kinh tế, chính trị và nhất là luật pháp cho nước Úc. Chính phủ Úc từng bước xây dựng chủ nghĩa đa văn hóa nhìn nhận mọi công dân Úc bình đẳng về quyền và trách nhiệm, nên công dân mọi tư tưởng, cách sống, văn hóa của từng cá nhân. Nhưng đồng thời, mỗi cá nhân phải chấp nhận và tôn trọng văn hóa của các thành viên khác trong xã hội và sinh hoạt trong phạm vi và luật pháp Úc cho phép. Mỗi cá nhân lại thuộc về một hay nhiều văn hóa khác nhau, như là một người có thể thuộc về một nhóm văn hóa sắc tộc và đồng thời thuộc về nhóm văn hóa của người đồng tính, hay trẻ em có cha mẹ thuộc hai sắc tộc có thể được ảnh hưởng bởi hai nền văn hóa khác nhau. Cùng một sắc tộc lại có nhiều nhóm văn hóa khác nhau như người Việt tới Úc từ miền Nam hay miền Bắc, hay người thổ dân có đến hơn 200 văn hóa bộ tộc khác nhau. Và nói cách khác thì xã hội đa văn hóa mỗi người mỗi khác nên một người muốn được người khác tôn trọng và được xã hội tôn trọng thì họ phải tôn trọng sự khác biệt của người khác và của xã hội.
Ngày nay, chủ nghĩa đa văn hóa đã trở thành chủ nghĩa quốc gia cho nước Úc, nhưng đương nhiên thì vẫn còn những điều chưa được hoàn mỹ, cần tiếp tục tìm ra những giải pháp cụ thể và tránh bị tái diễn như trường hợp của nhóm du học sinh xúc phạm cờ vàng ngày 30 tháng 4 năm 2021 vừa qua. Sau khi chủ nghĩa nước Úc của người da trắng bị bãi bỏ, người Đông Timor, người Lebanon và người Việt là ba nhóm người tị nạn đầu tiên được chấp nhận đến Úc định cư. Khi ấy thì chủ nghĩa đa văn hóa còn rất sơ khai. Người Việt Nam tị nạn đã nhanh chóng thích ứng với chủ nghĩa đa văn hóa, lập hội đoàn sinh hoạt, tổ chức hội chợ Tết, xây chùa, lập trung tâm sinh hoạt công giáo, hội thánh Tin Lành, mở trường dạy tiếng Việt, tổ chức Tết Trung Thu, mở khu vực buôn bán và tổ chức biểu tình, biểu lộ chính kiến. Các sinh hoạt về văn hóa, giáo dục, thương mại, chính trị của người Việt tị nạn nói trên đều không được cho phép trong giai đoạn chủ nghĩa nước Úc của người da trắng còn tồn tại. Đặc biệt, người Việt tị nạn luôn tìm mọi cách để vinh danh lá cờ vàng, nên đến nay đã có tới 10 thành phố và hầu như tất cả các chính trị gia của Úc công nhận lá cờ vàng, vừa là di sản vừa là biểu tượng của người Việt tự do. Người Việt tị nạn xem nước Úc như là một miền đất mới nên sẵn sàng nhận bất cứ công việc, từ làm ở nông trại đến các hãng xưởng, nhiều người đi học lại nhanh chóng mua nhà hay mở doanh nghiệp. Sự thành công của người Việt tị nạn đã thúc đẩy các chính phủ Úc sau này hoàn chỉnh các chính sách đa văn hóa, xây dựng thành công một nước Úc với trên 200 bộ tộc thổ dân và cả trăm cộng đồng sắc tộc từ khắp nơi trên thế giới đến định cư. Ngày 30 tháng 4 được người Việt tị nạn xem là ngày quốc hận và ý nghĩa ở đây không phải là hận thù mà là hận chính mình đã không làm tròn trách nhiệm để quê nhà lọt vào tay cộng sản nên phải bỏ nước ra đi. Hận như thế không mang bản chất bạo động như tổ chức tấn công tòa đại sứ cộng sản hay tấn công những du học sinh. Nhưng ngày 30 tháng 4 năm nay, một nhóm du học sinh từ Việt Nam đã xúc phạm lá cờ vàng với những hành vi và lời lẽ đầy bạo động, đe dọa hận thù và làm dấy lên tranh luận từ nhiều phía. Ngay khi nhận được thông tin về hành vi phạm pháp của nhóm học sinh, cộng đồng đã viết thư và gửi video đến trường trung học Marigo và nhà trường đã thấy rõ mức độ nghiêm trọng nên đã đình chỉ việc học và quyết định đuổi nhóm học sinh này, cũng như đã chuyển cho cảnh sát điều tra. Trong phạm vi luật lệ hiện hành, cảnh sát đang truy tố tội hủy hoại tài sản cộng đồng và tiến hành điều tra xem đây là hành động của cá nhân hay tổ chức hoặc chính quyền đứng đằng sau thu xếp hay xúi giục. Cộng đồng còn xét thấy nhóm học sinh vi phạm chính sách đa văn hóa Úc nên có bổn phận phải làm rõ vấn đề, tránh những hành vi phạm pháp tiếp tục xảy ra gây thiệt hại cho nước Úc. Bởi thế cộng đồng mới làm việc với chính giới Úc, đích thân ông David Elliott, Bộ trưởng Cảnh sát tiểu bang New South Wales đã điều động đơn vị chống khủng bố và hận thù mở cuộc điều tra và hồ sơ đã được chuyển sang Bộ Nội vụ để thẩm vấn và điều tra các đối tượng. Cộng đồng cho biết đã nhận được 16.000 chữ ký vào hôm thứ Ba 24 tháng 5 năm 2021 và chính thức gửi văn thư đến Tổng trưởng Di trú Alex Howe để yêu cầu xem xét hủy visa của nhóm học sinh này. Nói một cách dễ hiểu thì một người đến nhà bạn ở tạm nhưng lại vừa phá hoại vừa xúc phạm đến giá trị di sản của gia đình của bạn. Việc đuổi người này là việc không có gì phải bàn cãi. Nhưng nước Úc có luật pháp nên ngay cả đuổi người thuê nhà cũng phải đuổi cho đúng với luật pháp. Còn một dừng thông tin và tranh cãi trên các mạng xã hội thì vừa biểu hiện phong cách đa văn hóa, lại vừa nói lên sự quan tâm của dư luận đối với sự kiện xúc phạm lá cờ vàng. Trước năm 1945, sự khác biệt về văn hóa và chính trị giữa ba miền Bắc, Trung, Nam là rất lớn, chưa kể trên 50 các sắc tộc thiểu số với đặc thù văn hóa rất khác biệt. Trong thời Việt Nam Cộng Hòa, sự khác biệt về văn hóa và chính trị cũng đã được trình bày trong bài viết Chủ nghĩa nào đã làm cho Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ năm 1975. Cho đến 30 tháng 4 năm 1975, miền Bắc theo chủ nghĩa Cộng sản, còn miền Nam theo chủ nghĩa tự do. Và di sản đó cho đến nay thì vẫn để lại sự khác biệt giữa Bắc và Nam một cách rõ rệt. Hai thành phố Sài Gòn lẫn Hà Nội đều tiếp nhận những đợt di dân nên nhìn chung thì cả hai đều là những thành phố đa văn hóa. Nhưng văn hóa Sài Gòn rất khác với văn hóa ở Hà Nội và văn hóa các vùng miền trên đất nước Việt Nam. Nên nhìn chung xã hội Việt Nam cũng là một xã hội đa văn hóa.
Trong khi ấy thì hệ thống chính trị vẫn đơn nguyên, nghĩ một chiều và độc đảng nên càng ngày càng có khoảng cách giữa Đảng Cộng sản và người dân càng cách xa hơn. Thể chế từ chính trị đến pháp luật tại Việt Nam vẫn khô cứng, bảo thủ và giới lãnh đạo thì tìm mọi mưu mô né tránh cải cách chân thực nên bộ máy càng ngày càng lỗi thời trước sức tiến của xã hội một ngày một đa dạng. Ngày nay, chủ nghĩa đa văn hóa đã trở thành nền tảng tư tưởng được nhiều quốc gia trên thế giới như là Úc, Canada, New Zealand, Singapore, Đài Loan, Anh giúp cho các quốc gia này vừa xây dựng một xã hội khoan dung và đoàn kết, vừa để thu hút người trẻ di dân. Trong khi ấy thì do những chính sách lạc hậu tại Việt Nam, những làn sóng người Việt không ngừng bỏ nước ra đi tìm đến những xứ sở tự do, nơi mà mọi người được đối xử bình đẳng và được tôn trọng. Ở mỗi miền đất mới, người Việt lại học hỏi cách thích ứng với văn hóa xứ người, nên có thể thấy người Việt ở Úc suy nghĩ và cách sống rất khác với người Việt ở Việt Nam và khác với người Việt ở các xứ sở khác trên thế giới. Việt Nam hiện đang đối đầu với nạn chưa giàu đã già, và nói đúng hơn là già rồi vẫn nghèo, vì người già càng ngày càng đông, trong khi thì người trẻ, kể cả những người là con em của đảng viên Cộng sản, rất muốn bỏ nước ra đi. Nếu nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không chịu nhìn nhận xã hội đa văn hóa thì đừng nói đến việc người trẻ ở hải ngoại trở về, và phải nghĩ đến việc người trẻ bằng mọi giá sẽ tiếp tục bỏ nước ra đi. Nước Úc đã thành công trong việc chuyển đổi từ chủ nghĩa quốc gia phân biệt chủng tộc, nước Úc của người da trắng, sang chủ nghĩa quốc gia đa văn hóa là một bài học cho người Việt tìm hiểu và học hỏi. Chấp nhận chủ nghĩa đa văn hóa là chấp nhận nối kết mọi tư tưởng, tình cảm, truyền thống, ước mong, ý hướng trong tâm trí của người Việt từ khắp nơi trên thế giới, còn quan tâm đến vận mệnh quốc gia và dân tộc Việt Nam. Chạy rồi. Đấy, nhạt đòn chí mạng đấy. Nhạt bây giờ. Ui trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này thôi. Một cái mõm vào vậy. Đục chặt vào. Mấy vòng vào. Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Đây, dao chọc. Dao cụt thế. Để cạnh đồng hồ cung học này. Đấy, được rồi. Rò vào, lít vào. Không, chưa sâu. Bảo, tôi lấy cái nó đâu rồi. Thì đúng chỗ đấy. Dao cụt sao? Nhưng dao. Đấy. Bắt đầu chặt đi, ông chặt đi xong lấy chảy ra. Đây này, cái mõm nó này hất ra thì cho. Thế mà tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Béo đánh cái cành nhỏ. Hứng nữa vào, không lấy nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nó ra dốc. Đấy. Nhiều, chốc nó ra, đấy, giờ bắt đầu. Nó còn thở. Not,